thấy như chó rên luôn mấy ba. Vô nè, vô nè, vô nè. Đó, anh em thấy gì chưa? Hello ngá, anh em thấy gì chưa anh em? Đó, ghê không? Đủ quá chạy nè. Đủ, đủ, đủ quá ghê à. Đó, hello má, dữ lắm mấy ông nội ơi. Nè, chỉnh skill nè. Chỉnh skill nè. Đó, đủ, đủ ghê chưa? Nè, đủ bút bùa nè, chỉ cho anh em bút bùa nè. Bút bùa này nha, ví dụ bút nào. Bút nào đúng không? Vì anh em đâu rồi, Thí ơi. Sao lắc hả, lắc hả? Có lắc không anh em? Lắc không để tắt bớt coi. Hình như không có lắc đúng không? Từ từ, từ từ. Ok, để bút bùa cho anh em mình coi chơi nha. Bút bùa cho anh em mình coi chơi nè. Để chạy, nè nè, bút bùa nè, bút bùa nè. Ó, ó, ó nè, anh em di chuyển cái cục này nè. Ó, ó, bút con này nha, bút con này nha. Ủa mẹ, đó, thấy chưa, dính liền cái lồng má, ghê chưa. Bút bùa ghê chưa. Nè, bơm mana nè, ó, bơm mana nè, ó, bơm nè, ó, 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 ó. Đủ mẹ, bấm la phanh luôn. Quất nè, địch mẹ chặt nè. Chặt nè. Đủ giỡn với tao hả? Giỡn với tao hả? Giỡn với tao hả? Đủ. Giỡn với tao hả? Mặc đồ vô nè. Từ từ mặc đồ vô cho mấy ba coi chơi. Nhìn chơi. Giỡn cái lồn má mày nhìn vậy thôi chứ chán đời gì mày. Nè ô tu nè. Đủ ô tu nè mấy ba. Đó ô tu nè. Cơ bản nè anh em thấy không? Tấn công nè. Đủ ô tu á mấy ông rồi. Ô tu nè. Thì giờ tao nói mày cuối tuần này cho anh em test. Cuối tuần này cho anh em test nè. Yên tâm đi nhặt đồ nè. Đủ nhặt gì? Nhặt gì từ khóa gì đây? Này tao chưa biết chỉnh đủ mẹ. Vật phẩm gì đây? Từ khóa cái lồn gì nè. Tiền trang nè. Bản đồ nè đủ. Rồi nhặt đồ 1, nhặt đồ 2 nè. Khác nè. Tự động đồ á. Thay đổi phạm vi đánh nè. Đủ ghê lắm mấy ông nội ơi. Nè. Này gì đây mặc đồ hả? Đồ gì à? Đủ mẹ này là thuộc hính nghìn kim nha anh em. Binh đỉnh cân. Đang diệt hóa anh em à. Nè ngu ngu bì hồ yển nè. Đó đồ bền. Đồ diệt hóa đồ bền. Cái này là biết đồ bền này nè. Đang diệt hóa từ từ. Anh em cứ từ từ đi. Việc hóa cho anh em. Nói chung là đủ mẹ. Lâu lâu cho anh em vô chơi tiếng tàu cũng được. Vậy quan trọng là tính năng anh em hiểu không? Quan trọng là tính năng thôi. Còn mấy cái này làm cái gì? Nè quất boss kia ơi. Đủ mẹ boss giỡn nhanh hả? Boss giỡn nhanh hả? Giỡn nhanh hả? Giỡn nhanh hả? Bơm mana nè. Đó đủ bơm mana ghê không? Thấy ghê không? Thấy ghê không? Việc hóa tao nói bay mấy người lồn nào mà cứ nói bên mình đang còn chờ việc hóa. Việc hóa cái lồn má mày nó sầu lồn. Việc hóa nhanh lắm mấy ông nội. Mấy ông nội đéo biết cái lồn gì hết. Mấy ông nội im tôi cái. Cái lồn má quan trọng là tính năng thôi. Còn việc hóa hả? Việc hóa có cái lồn gì đâu. Việc hóa đủ mẹ. Việc hóa lẹ chích mẹ luôn. Nói thiệt cho anh em là việc hóa lẹ chích mẹ luôn. Mấy người nào mà mở miệng ra cứ kêu bên mình đang việc hóa. Việc hóa là mấy người sầu lồn. Mấy người sầu lồn. Tôi nói thiệt cho anh chị em mấy người sầu lồn luôn á. Ai nó đánh ra skill hả? Đánh ra skill hả? Đủ mẹ coi nè. Đó à, đủ mẹ đánh ra skill cho mày coi nè. Đó mấy này nè mới là quan trọng nè. Đó mấy cái này là lỗi nè. Đó đủ mẹ. Mấy cái này là lỗi nè. Nó không ra skill nhiều nè. Đó thấy chưa? Cái đó mới là lỗi. Đủ mẹ. Mấy ba kêu việc hóa. Việc hóa là mấy sậu lồn. Mấy nào việc hóa là mấy sậu lồn. Việc hóa có con cặc gì đâu mà lâu. Đủ mẹ. Việc hóa là bình thường thôi. Có con cặc gì mà phải lâu đâu mà sự. Ở bên mình đang chờ việc hóa nữa. Việc hóa sổ lồn đủ má. Sổ lồn. Nè bây giờ để đi cho anh em coi nè. Hóa có con cặc gì đâu. Vô thành cái anh em à. Thì đúng rồi bây giờ bên Tú đang việc hóa nè. Là còn tuần nữa là cho anh em vô chơi được rồi đó. Hiểu không? Còn tuần nữa cho anh em vô chơi được rồi. Bữa giờ là chỉnh kỹ năng, hiểu không? Chỉnh mấy cái fit lỗi đồ này nọ kia, ngũ hành đồ này nọ kia. Còn việc hóa nhanh chích mẹ luôn. Việc hóa thì bởi vì tao mới nói anh em lần tuần nữa là cho anh em vô test đó. Ủa mẹ anh em, bởi anh em biết cặt gì á. Anh em kêu đủ mẹ việc hóa chắc lâu lắm. Việc hóa lâu, việc hóa cái lồn. Việc hóa có con cặt đâu mà lâu. Đủ mẹ chủ yếu là mấy kỹ năng nè. Đó chẳng hạn như vô đụng rương nè, đủ mẹ. Đó đụng rương nè, đó hay này nọ kia nè, mặc đồ nè. Ví dụ như mặc đồ nè. Đó mấy cái này nè. Hay là mấy cái con cặc gì, mấy cái tính năng đồ lập giặt cơ bản đồ nè. Mấy cái này mới mệt nè. Còn việc hóa có con cặc gì đâu mà lo.
không sập, yên tâm đi, không có sập. Ta phụ ớt nè, để đi xe cũ coi. Má sao tao đi xe cũ được ta? Má sao như nín tao bị gì đó ta? Để đi vô tao bấm lại xe cũ coi kỳ vậy ta. Tại nó không cho tao bấm vô xe cũ tên NBC ta. Ở trên điện thoại tao bấm được mà ta. Đỏ đủ má tao nuốt dòng nga mi vô nè. Cái lồn má có dòng nga mi nữa trời. Sao chưa đi show vu được ta? Để thoát ra vô lại coi. Đủ sao tao bấm vô được ta? Đó cái này là lỗi nè. Đó mấy cái này gọi là lỗi nè. Đó fit là fit cái này nè anh em. Trời yên tâm đi, tao không sập đâu, yên tâm đi mấy ba. Bản mobile này BK hay cày cuốc vậy? Cái này hả? Anh em muốn chơi cái nào tôi làm đó à? Anh em muốn chơi BK tôi làm BK, muốn chơi cày cuốc tôi làm cày cuốc à? Tôi dễ lắm anh em. Anh em muốn chơi cái gì tôi làm cái đó à? Nam Trung Thiên. Lòm mắt nó bấm tiếng gì hả ta? Tàu tiếng Tây không ta? Tù tiên thổ lộ nè. Quốc nào? Quốc nè. Nè bỏ vô vị trí nè. Đó bỏ vô vị trí nè anh em. Đó đủ ghê chưa? Đó bỏ vô vị trí nè anh em thấy không? Đó nuốt nè. Đó ghê rồi, bấm vô cái là nuốt liền. Buông máu ấy rồi. Lột già. Lột già bán máu ấy. Đủ mẹ nó sao kỳ vậy ta? Sao tao à, sao trên điện thoại tao bấm vô không được ta? Xuống ngựa ấy rồi. Ngồi đây coi, ngồi ghế coi, ngồi thiền ghế coi. Quan trọng nhất là BK10 đồ sát được tiếp, chứ mấy game mobi lồn chỉ ngồi tụ vậy hả? Ừ, yên tâm đi, BK10 tao cho đồ sát tiếp, quýnh đủ mẹ, quýnh thoải mái luôn, quýnh tẹt văng luôn. Yên tâm đi, chơi tao tao cho quýnh tẹt văng hết, quýnh đủ mày, quýnh chừng nào mà banh thôi à. Ô tu cái lồng hoài gì ô tu đây đủ này nhiệm vụ à, đủ 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 má rồi ta, đủ đủ má này nhiệm vụ, không biết ban hội làm sao. Từ từ nha anh chị em, đi dạo dạo đồ chơi coi, chạy qua thành đồ qua thành khác coi, đủ má, đủ đủ má, bản đồ giữ chùa à, bản đồ y như bên kia luôn nha anh em. Lên ngựa ấy coi. Ủa quên, lên ngựa ấy coi. Nè mở dịch nè, lồn hẹ ghê chưa? Ờ mở dịch đó. Mở dịch, có giao dịch luôn nha mấy ông nội. Mấy con lồn kia chưa giao dịch được đâu. Mấy con lồn kia chưa giao dịch được. Cái nón gì đây? Đụ em đai gì đây? Đó, tinh đồng yêu đái vật phẩm này chưa đặt vào vị trí thuộc ngũ hình mộc, dây lưng đồ á, à, dây lưng nặng và chắc chắn đồ ngá này cần gì kích kìa, coi coi. Không thấy đồ để, không thấy để cần gì kích ra. Không thấy để dưới vòng dưới cần cái lồn gì kích ha. Để dưới đây nè, cần cái lồn gì kích, cái kia gì kích ha. Từ từ, từ từ, từ từ, việc hóa xong hết làm biết ghi cái lồn gì à mấy ông nội ơi. Từ từ việc hóa thì lẹ thôi, mấy lồn nghe tao đi, tao làm tao biết mà, tụi bay cứ tin tao đi là được rồi. Ra game này đông lãng, lắc thì chắc đéo lắc đâu, nói chung lắc thì chắc đéo lắc đâu. Mà đủ ngày nó hơi tê tê chiếu thôi. Tạo BK đi chơi được tao kìa. Gì vậy? Con cặn lò làm BK làm cày cuốc luôn, nào muốn chơi nào chơi đúng không? Bên GS1 đéo có hả? Ra 4 server thì tốt. Cần gì đủ mẹ mày, ra 2 server là được rồi, cần gì ra 4 server. 2 server thôi là đủ chơi rồi. Đông quá rồi mình tính tiếp, hả? Không dụ đông quá mình tính tiếp, giờ chừng nào nó bắt mình thì tính sao. Ok, thôi bây giờ mình xin phép anh chị em mình kết thúc livestream tại đây. Chúc các bạn một buổi tối online vui vẻ tại Võ Lâm BK.net. Hẹn các bạn vào lần sau nha. Các bạn nhớ bấm theo dõi Facebook của Tú là Võ Lâm Phạm Xuyên Tú nha anh chị em. Nhớ bấm theo dõi kênh Facebook luôn, YouTube luôn, để mốt chờ mình phát triển anh chị em. Ok, hẹn gặp lại anh em vào lần sau nha. Bye bye.